sàn Konnichiwa, Watashiwa Nhân desu. Xin chào các bạn, tôi là Nhân, hiện đang là giáo viên tiếng Nhật. Ở video trước, tôi đã giới thiệu cho các bạn về danh từ địa điểm ế, ikimasu, kimasu và kaeremasu, cũng như những cái phương tiện chúng ta có thể đi. Bằng cấu trúc ngữ pháp là danh từ chỉ phương tiện đế, ikimasu, kimasu và kaeremasu, cũng như là chúng ta làm những hành thực hiện những hành động đó với ai, danh từ tố, động từ. Và ở video này, chúng ta sẽ lại tiếp tục học những cấu trúc ngữ pháp như là danh từ ố, động từ ở thể danh từ ố, động từ, ngoại động từ và danh từ oximat là chúng ta làm những cái gì. Cũng như là làm những việc đó ở đâu, hay là rủ rê mời mọc người khác làm cái việc gì đó với mình. Chúng ta cùng vào bài học nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ học về động từ. Ở tiếng Nhật, trong tiếng Nhật thì sẽ có hai loại động từ, đó là ngoại động từ là tadoshi và tự hay là nội động từ là jidoshi. Ví dụ từ động từ như là neru. Ngoại động từ là những từ mà phải có hành động tác động bên ngoài thì hành động nó thực hiện được. Ví dụ như là yaru, chúng ta làm cái gì đó, hay là học benko shiru. Còn tự động từ là tự bản thân cái động từ đó đã có hành động, ví dụ như là neru. Rồi, tuy nhiên chúng ta sẽ học những cái động từ ở thể ngoại động từ đầu trước tiên. Ví dụ như là taberu là ăn, nomu là uống, sư là hút, miru nhìn, kiku nghe, yomu đọc, kaku viết, kau mua, toru trong phần này có nghĩa là chụp ảnh, suru là làm, ư là gặp. Cấu trúc đầu tiên là danh từ ố, động từ là những ngoại động từ được dùng để biểu thị bổ ngữ trực tiếp của ngoại động từ. Phát âm của ố giống như ô, và ố chỉ được dùng duy nhất làm trợ từ. Chúng ta có ví dụ như là jūsu ố nomimasu, pan ố tabemasu. Trong đây jūsu với pan đây là những danh từ, còn ố là trợ từ, và những động từ ở thể mas phía sau như là nomimasu, tabemasu là uống nước ép hoặc là ăn bánh mì. Và khi chúng ta muốn hỏi một cái đối tượng nào đó đang làm cái gì hoặc đang ăn cái gì thì chúng ta sẽ hỏi là nani o tabemasu ka. Rồi, chúng ta sẽ lấy những ví dụ cụ thể trong cuộc sống mình. Ví dụ như các bạn lấy từ ăn taberu, các bạn ăn bánh mì là pan o taberu, hoặc là uống bia, biru o nomimasu, hoặc là bạn hút thuốc, tabako o suimasu. Bạn các bạn có thể nhìn sách, hon o, không, sách thì chúng ta sẽ dùng đọc chứ không nhìn, thì chúng ta có thể dùng là nhìn đường, michi o mimasu, hoặc là nghe nhạc là ongaku o kikimasu, đọc sách là hon o yomimasu, viết báo cáo là reporto o kakimasu. Rồi, mua, ví dụ như mua trái cây là kudamono o kaimasu, chụp ảnh là shashin o torimasu, học là benko shimasu, và gặp bạn là tomodachi ni aimasu. Các bạn nên nhớ là động từ au là gặp phải luôn luôn đi với ni, là các bạn hãy nhớ một cái mẹo nhỏ là gặp ai là ní người đó, và gặp ở đâu là đế ở đó. Rồi, khi các bạn muốn dùng qua chuyển qua thể nghi vấn phủ định quá khứ để hiểu rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp này, các bạn hãy luyện tập thêm ở phần ratio A 1 2 và B 1 2 3. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với cấu trúc ngữ pháp là danh từ địa điểm đế, động từ là làm cái việc gì đó ở đâu. Là đế được dùng sau danh từ để chỉ địa điểm, biểu thị địa điểm mà hành động đã xảy ra. Eki de shinbun o kaimasu. Doko de tokei o kaimashita ka? Depato de kaimashita. Tôi mua cái báo ở nhà ga. Vậy là khi muốn hỏi là bạn mua tờ báo này ở đâu thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là doko de tokei o kaimashita ka? Depato de kaimashita, tôi mua ở cửa hàng bách hóa.
Rồi. Chúng ta có thể thêm những tiền tố về thời gian ở phía trước, giống như là tôi mua vào sáng nay vào lúc 8 giờ. Kesa hachiji ni kaimashita. Hoặc là khi mà chúng ta có những hành động liên tiếp với nhau thì để nói hai hành động đó thì chúng ta sẽ dùng sore kara. Asa gohan o tabemasu. Sore kara gakko e ikimasu. Là buổi sáng là mình ăn ăn sáng xong rồi mình đến trường. Thì chúng ta sẽ dùng sore kara để nói hai hành động. Để hiểu rõ về cấu trúc danh từ địa điểm đế động từ này, các bạn hãy luyện tập thêm phần ren siêu A3, B5 và C2. Các bạn hãy mở sách ra ren siêu C phần số 2, chúng ta sẽ cùng luyện tập. Ichimo kono mise de hon o kaimasu ka? Watashi mo tokidoki koko de kaimasu. So desu ka? Lúc nào bạn cũng mua sách ở cái cửa hiệu này hả? Vâng. Ở đây là dùng cái cách có thể nó nói ngắn gọn của hay so đẹp hoặc là hay ichimo koko de kaimasu. Watashi mo tokidoki koko de kaimasu nè. Tôi thì cũng thỉnh thoảng mua ở đây. So desu ka? Rồi, các bạn hãy thay những cái phần phía dưới vào những vị trí tương ứng để có thêm một vài cây qua hội thoại mới, và đừng quên đặt cho mình những cái ví dụ cụ thể để có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ đến một cấu trúc ngữ pháp là danh từ ố shimasu. Trong tiếng Nhật thì có một phạm vi rất lớn dùng danh từ nhưng được dùng làm bổ ngữ của động từ shimasu để biểu thị động tác, để biểu thị hành động thực hiện nội dung được diễn đạt ở danh từ. Có thể như chơi các môn thể thao hay là chơi game như là Sakka Oshimasu hoặc là Toranbu Oshimasu, hoặc là tập trung tổ chức những cuộc vui, những sự kiện Party Oshimasu, Kaigi Oshimasu, và có thể một số ví dụ khác như là Shukudai Oshimasu, Shikuto Oshimasu đều có nghĩa là làm cái gì đó. Và khi muốn hỏi một người nào đó muốn đang làm cái gì thì chúng ta sẽ dùng là nani o shimasu ka. Ví dụ như gichi jubi nani o shimasu ka, Tokyo e ikimasu. Kino nani o shimasu ka, Sakka o shimasu. Có thể thêm quá vào sau danh từ chỉ thời điểm để làm rõ chủ đề của câu như là gichi jubi wa nani o shimasu ka. Chúng ta thêm quá đây để thể hiện là ngày thứ hai bạn làm cái gì? Tokyo e ikimasu. Hai mẫu này hai câu này có nghĩa là như nhau, nhưng mà cái câu gì chữ chú bì qua nó nói shimasu ka là muốn nhắc cụ thể một đối tượng là thứ hai để làm chủ ngữ của câu, còn câu trước thì chỉ để nói một cái ý nghĩa là thứ hai bạn làm gì thôi. Và nếu mà trong trường hợp mình không làm gì hết thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là nani mo động từ ở thể phủ định. Nani mo shimasen hoặc là nani mo shimasen deshita, hoặc là không đi đâu hết là nani mo ikimasen, hoặc là không ăn gì hết nani mo tabemasen. Để hiểu rõ cấu trúc này thì các bạn làm thêm phần luyện tập Renshu B4 và C1. Các bạn mở sách ra Renshu phần C1 nhé. Nichijoubi nani o shimasu ka? Tegemi o kakimashita. Sore kara video o mimashita. Tanaka-san wa watashi wa Tokyo e ikimashita. Thứ bảy bạn đã làm cái chủ nhật bạn đã làm cái gì vậy? Tôi đã viết thư rồi sau đó xem video. Vậy bạn Tanaka thì làm cái gì? Tanaka-san wa ý là muốn hỏi, giống như muốn hỏi cái ý là những hành động đó bạn đang làm. Ý là bạn hỏi bạn Tanaka vào ngày đó cũng đang làm cái gì? Watashi wa Kyoto e ikimasu. Tôi thì đi Kyoto. Các bạn hãy lấy những cái phần ví dụ phía dưới lắp vào phần cụ thể tương thích phía trên để có những ví dụ mới nhé. Và đừng quên làm một ví dụ cụ thể cho mình để có thể sử dụng trong cuộc sống. Giữa nan và nani có gì khác nhau? Cả hai đều có nghĩa là cây là gì hay là cái gì. Nhưng mà nan được dùng cho những trường hợp như là từ liền sau có âm đầu ở hàng ta, da, na. Ví dụ như sore wa nan desu ka?
Thì chữ deska này có âm đầu là D, nằm trong hạng đa. Nano hon deska, thì chữ no này sẽ có âm trong vần trong hàng na. Nerumai ni nanto imasu ka, thì chữ tố này sẽ có âm trong hàng ta. Hoặc là khi nó đứng trước khẩu tố thì chỉ cách đếm như là teresa chan wa nansa desu ka. Ngoài những trường hợp đã nêu trên thì những trường hợp còn lại chúng ta sẽ dùng nani. Nani o kaimasu ka, nani o shimasu ka, nani o tabemasu ka. Tất cả những trường hợp còn lại, những động từ còn lại chúng ta đều dùng nani. Và động từ chỉ masen ka để dùng để rủ rê hay mời mọc người nghe là một việc gì đó. Và trong trường hợp này sẽ có ý rủ rê. Ví dụ như là Isshu ni Kyoto e ikimasen ka? Ii desu na. Nếu bạn muốn rủ một cái bạn người bạn của mình cùng đi Kyoto thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là động từ có thể masen ka. Isshu ni Kyoto e ikimasen ka? À, hay đó, tốt nhỉ. Hoặc là khi mình không đi được, mình từ chối thì chúng ta sẽ dùng là sumimasen chotto. Trong tiếng Nhật khi từ chối thì người ta không trả lời một cách trực tiếp là ikimasen, mà chúng ta sẽ dùng một cách để nói một cách nhẹ nhàng nhưng mà người nghe cũng hiểu được là mình không thể đi được. Sumimasen ga, hoặc là ii desu ga, hoặc là chỉ đơn giản là chotto, là người nghe đã hiểu được là mình không thể đi được. Hoặc là chúng ta có thể ví dụ thêm là isshu ni ochou nomimasen ka, cùng đi uống trà nhé. Hoặc là isshu ni ega o mimasen ka, cùng đi xem phim nhé. Để hiểu rõ hơn phần ngữ pháp này, các bạn hãy luyện tập thêm phần renshu A4, B7 và C3. Các bạn hãy mở luyện phần renshu C, phần số 3. Konban isshu ni biru o nomimasen ka? Ii desu ne. Za, 6 ni eki de aimashou. Wakarimashita. Tối nay cùng đi uống bia nhé. À, hay đó nhỉ. Ii desu ne. Đây cũng là một cách thể hiện tâm trạng, cảm xúc của người nói. Za, 6 ni eki de aimashou. Vậy chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào lúc 6 giờ nhé. Ở tại nhà ga. Hay, tôi hiểu rồi. Vâng, tôi hiểu rồi. Rồi, động từ thể masho. Masho là khi mà người nói dùng động từ thể masen ka dùng để rủ rê mời mọc, thì nếu chúng ta đồng ý dùng để mời hay đề nghị người nghe cùng làm một việc gì đó, hoặc là thể hiện thái độ chủ động của người nói. Chotto yoshimimasho. Chúng ta cùng nghỉ một chút nhé. Isshu ni hiru gohan o tabemasen ka? Tabemasho. Khi người nói rủ rê mình làm cái việc gì, ví dụ như là chúng ta cùng đi ăn trưa, thì khi mà dùng chúng khi chúng ta đồng ý thì chúng ta tabemasho. Tất cả đều bằng cách nói mời ai đó, nhưng động từ masen ka thể hiện sự rụt rè giữ ý của người nói đối với người nghe. Ví dụ như chotto yoshimimasen ka hoặc là chotto yoshimimasho đều là chúng ta còn nghĩ một chút, nhưng mà cách nói masen ka nó thể gì đó rụt rè nhút nhát. Còn maso là người nói sẽ đương nhiên nghĩ là người nghe sẽ làm với mình, cho nên là ít khi được dùng. Để hiểu rõ hơn, các bạn hãy luyện tập thêm phần renshu e phần 5 nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ học về tiền tố o. Tiền tố o đã biểu thị sự kính trọng của người nói đối với người nghe, hoặc đối với những nội dung liên quan đến những người nghe như là okuni. Được đặt trước nhiều từ để thể hiện thái độ lịch sự của người nói như là osake hay là ohanami. Ngoài ra còn một số trường hợp o được đặt trước một từ nào đó nhưng không mang sắc thái kính trọng hoặc lịch sự, mà chỉ mang một sắc thái bình thường giống như là ocha hay là okane. Các bạn thấy chữ kanji là tiền là chữ kim thôi, nhưng mà chúng ta thêm o vào phía trước là okane, có nghĩa là tiền. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Qua bài học hôm nay, các bạn đã học được những cách dùng của danh từ
ố động từ động từ của ngoài động từ và danh từ osimas, cũng giống như là những hành động thực hiện ở đâu là danh từ đế động từ, cũng như và cách nói mời rủ người một người khác làm việc gì đó. Masenka, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và các bạn nhớ luyện tập thêm ở phần Renshi và phần bài tập phía sau, cũng như phần nghe có phần tài liệu bên cạnh, để có thể nghe được tất cả những cái gì mình đã học, có thể hiểu được khi mà người Nhật nói, mình có thể nghe và hiểu được. Mỗi một câu châm ngôn mà mình luôn muốn các bạn phải ghi nhớ đó là: muốn nhanh thì phải chậm, muốn học giỏi tiếng Nhật thì chúng ta học chắc những gì đã được học và phải luyện tập thật kỹ, thật nhuần nhuyễn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc bạn học tốt.